Dạ, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại đến với kênh Maxell của em. Thì hôm nay trước mặt quý anh chị đây là một em Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu trắng, xe đang sẵn giao tại showroom của em. Thì điều đặc biệt em muốn nói là hiện tại Hyundai Thành Công Việt Nam đã thay đổi mức giá bán niêm yết của mẫu xe này. Thì lần đầu tiên mức giá niêm yết của mẫu xe này là 1 tỷ 275 triệu, sau đó giảm xuống còn 1 tỷ 210 triệu, và hôm nay chính thức giá bán của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp là chỉ còn 1 tỷ 160 triệu thôi quý anh chị. Em xin nhắc lại là 1 tỷ 160 triệu. Quý anh chị bỏ tiền ra đúng số tiền này là quý anh chị đã rước được em nó về rồi. Đó, thì ngoài 1 tỷ 160 triệu này ra thì chưa áp dụng giá niêm yết, giá giảm từ đại lý nữa cho anh chị. Em xin nhắc lại là chưa áp dụng chính sách giá giảm từ đại lý, cũng như là khi mà quý anh chị đăng ký xe, mẫu xe này hiện đang lắp ráp tại được Việt Nam, nếu như quý anh chị đăng ký vào tháng 7 thì quý anh chị sẽ được giảm thêm 50% thuế trước bạ. Thì đây được gọi là ưu đãi kép, và ưu đãi này duy nhất chỉ có trong tháng 6 này thôi quý anh chị. Còn nếu qua mà tháng 7 á thì giá khuyến mãi sẽ giật lại, giá khuyến mãi từ đại lý sẽ giật lại nha quý anh chị. Đó, thì xe này đẹp quá, mà sẵn showroom màu trắng nữa, em thấy nhiều anh chị hợp màu trắng nè. Cá nhân hoặc là công ty, đứng tên công ty thì đều thường sẽ chọn màu trắng nha quý anh chị, do làm việc, do mang tính chất công việc đưa đón khách đồ này nè. Đó, màu trắng sẽ làm việc suôn sẻ hơn, ok hơn nè, nó dễ phối đồ, lúc nào màu trắng cũng trông sạch sẽ hơn đó quý anh chị. Thì tạo cho mình một cái bề ngoài ấn tượng đối với khách hàng của mình, hoặc là mình đi chơi hoặc là đi với gia đình đó, thì màu trắng rất là đẹp, đó, rất là sang trọng nha quý anh chị. Thì hiện tại mức giá này rất là mềm, mà 1 tỷ 160 triệu thì trong phân khúc này em nói thiệt quý anh chị, đây là mẫu xe được ưa chuộng và luôn liên tục được các khách hàng luôn săn đón ở trong thời điểm hiện tại, dù đã có thông tin ra mắt mẫu sản phẩm Hyundai Santa Fe phiên bản 2024 rồi nha quý anh chị, nhưng mà mẫu xe này hiện tại vẫn đang rất là hot nên vẫn còn được bán chạy rất là nhiều nha. Đó, nên là em Hiếu thấy cơ hội này rất tốt rồi quay lên báo giá cho quý anh chị này. Đó, thì nếu như mà 1 tỷ 160 triệu quý anh chị ra biển số ở Sài Gòn thì đâu đó thì chỉ tầm khoảng hơn là 1 tỷ 200 hoặc là 1 tỷ 300 triệu thôi, thì quý anh chị đã sở hữu ngay em này rồi. Đó, giá cực kỳ tốt hơn so với là các tháng trước hoặc là năm trước nha. Đó, quý anh chị nào mà đang cần báo giá chính xác ở tỉnh hoặc là thành phố á, mà đang quan tâm về con xe này, máy xăng hoặc máy dầu đều được, thì liên hệ ngay em Hiếu. Đó, em Hiếu sẽ có một mức giá ok tốt nhất cho quý anh chị, chốt ngay luôn, chốt nóng luôn. Xe đang sẵn giao tại showroom nè quý anh chị, phiên bản máy xăng cao cấp đang sẵn giao tại showroom của em Hiếu. Đó, tham khảo giá rồi nếu như mà quý anh chị có nhu cầu về vay ngân hàng, hỗ trợ vay ngân hàng thì em Hiếu có hỗ trợ luôn nha, sẽ vay full lên tối đa được 80% nè, vay trong vòng 8 năm. Lãi suất tốt nhất của Sinhan hiện tại đó anh chị là chỉ có khoảng là 6.5 thôi quý anh chị ơi. Đó, một mức lãi suất rất là tốt, hỗ trợ cho quý anh chị vay luôn nha. Đó, mình góp trong vòng 8 năm, tương ứng với là 96 tháng nè. Một con xe mà 1 tỷ 160 triệu thì em không ngờ đến thời điểm hiện tại thì mẫu xe này giảm nhiều như vậy. Đó, một con xe full công nghệ, đèn full LED, để em Hiếu mở cho quý anh chị xem nha. Con xe này về đêm mở đèn cực kỳ đẹp luôn nha. Nhìn đây, em Hiếu bật đèn rồi bật hazard lên luôn cho quý anh chị xem. Tổng thể một chiếc xe 1 tỷ 160 triệu có gì, đèn làm mưa làm gió nha. Nhìn đây, đó, trong mặt ra răng rất là có hồn quý anh chị ơi. Anh chị mà quý anh chị mà đi ban đêm á, đó, quý anh chị thấy không? Đèn là full LED, đèn công nghệ thông minh, ứng dụng mới nè. Nó xi nhan sẽ tích hợp trên hai mí mắt ở trên phần đầu xe, nhìn trông rất là hầm hố. Rồi, còn về phần đầu xe quý anh chị sẽ trang bị đầy đủ full gói an toàn công nghệ Hyundai Smart Sense, có bấm đuôi xe đầy đủ hết, radar phía trước nè quý anh chị. Trang bị đầy đủ hết luôn nha. Dạ đây. Thứ nhất là một radar, một cảm biến ở đây. Hai cảm biến ở đây. Rồi tiếp theo đến là ba cảm biến ở đây và bốn cảm biến phía trước. Đó, tất cả phía trước là mình có 4 cảm biến. Rồi, cam 360 mình sẽ đặt ở dưới logo Hyundai. Và điều đặc biệt ấn tượng là phần đầu xe sẽ được trang bị một
bộ mặt ga lăng mà chrome rất là sáng bóng ở phía trên nè quý anh chị, đó ra cỡ lớn rồi, thêm tích hợp ở dưới cũng là ga lăng luôn mà rơm luôn, nên quý anh chị thấy phần đầu xe rất là bóng bẩy, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp nha. Lên tầm tiền hơn chiếc xe hơn 1 tỷ, lăn bánh ra gần 1 tỷ 3 thì tầm này rất đẳng cấp rồi. Đó. Thấy quý vị không? Trông rất là đẹp. Em Hiếu nhìn rất là mê, khách hàng mà chốt được sàn á, em Hiếu rất là thấy tự hào cũng như là rất là ước mơ một ngày sau đó em Hiếu sẽ thành công và đạt được như vậy. Đó quý anh chị. Rồi còn về phần thân xe quý anh chị thấy không? Xe sở hữu chiều dài là gần 5 mét nha quý anh chị, cũng như là các bộ mâm mâm xe này rất là to lớn. Đây quý anh chị, mâm sẽ sử dụng vỏ Coho chính hãng của Hyundai, Hyundai thành công Việt Nam luôn nha. Đây quý anh chị, bộ mâm rất là lớn, thân đĩa trước sau, mâm sở hữu là mâm 19 inch. Rồi sẽ có lường lường ốp của xe cũng rơm luôn, nhìn xe sang trọng hơn, cũng như là có một phần hẹp kính ở đây, trải dài từ cục A đến cục C nha quý anh chị. Rồi phần kính zin của xe thì sẽ đằng trước sẽ là màu khói một xíu nè, rồi màu sau sẽ là màu kính đen nha quý anh chị, zin từ hãng trong ra, mà khi quý anh chị gắn thêm phim cách nhiệt nữa rất là riêng tư, mà ở trong nhìn ra thì vẫn còn rất là sáng nha quý anh chị. Như đây ở trong sẽ nhìn ra bình thường nè. Đó quý anh chị đâu, em đang quay đây. Đó, sự khác biệt. Còn khi mình nhìn ở ngoài vô đã tối rồi. Đó quý anh chị. Rồi mình sẽ có thêm giá nóng ở trên. Quý anh chị mà thích đi xa để đồ nhiều, mình có thể gắn cái vi thuyền hoặc gắn cái bà ga ở trên nha quý anh chị. Đó. Rồi, còn về phần đuôi thì khỏi bàn rồi, rất là đẹp quý anh chị ơi. Đó, rất là đẹp, trông rất là cân đối, hoài hòa. Đó, thì em Hiếu có đăng trên YouTube của em bên Lipshot á, thì khách hàng có độ lại cái dãy đờ mi LED này nè, nói liền, trông rất là đẹp, trông rất là đẹp, rất là liền khối, nguyên thành một dãy LED luôn quý anh chị. Mà khi quý anh chị mà thấy đèn xi nhan mà nó thấp ở dưới á, thì em Hiếu có hỗ trợ độ lên trên cho quý anh chị, nhấp nháy xi nhan ở trên, cũng nhiều khách hàng độ trên rồi nha. Đó, cốp xe là cốp chỉnh điện, một chạm, khoang cốp rất là rộng rãi. Rồi cốp chỉnh điện chỉ cần một chạm thôi, có đèn rọi bát biển số, rồi camera lùi nè, đầy đủ hết tất cả các tính năng, có đèn phanh trên cao và anten với cá luôn nha quý anh chị, cùng màu với thân xe. Rồi hàng ghế giữa thì quý anh chị thấy rồi, rất là rộng rãi thoải mái, rất là rộng rãi thoải mái. Nếu bật đèn lên có bệ thì tay đầy đủ hết nha. Đó. Còn về nội thất của xe thì quý anh chị biết rồi, trên phiên bản Santa Fe máy xăng cao cấp này sẽ sử dụng là da nắp ba cao cấp, phối màu là nâu đen nha quý anh chị, sờ rất là mịn tay, rất là đã. Trang bị đầy đủ, các cửa sổ trời toàn cảnh panorama nha quý anh chị, một chạm thôi là mở ra hết full luôn, chạy là mở ra hết. Rồi còn về công nghệ của xe thì quý anh chị biết rồi, sẽ được trang bị là nhớ hai vị trí ghế này, đó lo Hamakaden cực kỳ hay, tất cả các kính đều là kính một chạm hết nha quý anh chị, tất cả các kính là đều trang bị là kính một chạm hết, đó, lên xuống đều một chạm hết, rất là dễ sử dụng. Đây anh Hiếu sử dụng đây. Rồi còn về trên vô lăng, tiếng sâu bên trong trên vô lăng quý anh chị có thể thấy xe sử dụng là gói công nghệ Honda an toàn Smart Sense, sẽ có SCC bám đuôi xe giữ vô lăng nè, rồi tự động hỗ trợ giữ làn đường. Đó, đây là mở cốp, còn đây là cân bằng điện tử nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ có lẫy số vô lăng, trên đèn thì chúng ta sẽ có đèn pha tự động, rồi chúng ta có cả luôn gạt mưa tự động nha quý anh chị. Đó, còn trên màn hình là hiển thị đa sắc màu đầy đủ, màn hình sau vô lăng là LED nha quý anh chị, đó đa sắc màu, quý anh chị có thể chỉnh được các chế độ lái nè, Eco, Sport, Normal, Comfort, dạ rồi. Và tiếp theo đó nữa là chúng ta sẽ hiển thị được cái này là SCC nè quý anh chị, sẽ báo xe trước sau cho mình. Rồi
Tiếp theo đến là các thông số kỹ thuật, báo xăng, nhiên liệu. Và tiếp theo đó là chỉnh đường nè quý anh chị. Đó, rồi chúng ta có cả báo áp suất lốp luôn nha. Và khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái á, thì nó sẽ có lực lực ở giữa các bánh nha. Chúng nó xe sẽ báo trên là bánh nào nhiều, bánh nào ít lực, rồi chúng ta sẽ biết mình đang chạy chế độ nào. Còn về màn hình thì đầy đủ tất cả, hiển thị đầy đủ tất cả các thông số nha. Xe rất là ok, cách âm rất là tốt nè, còn ồn đúng không? Em kêu đóng lại cho quý anh chị xem, xe cách âm rất là tốt, đóng lại một và nắp ba, quý anh chị nha. Giờ có mình em Hiếu nói, rất là cách âm rất là tốt, màn hình thì rất là nhạy, đầy đủ hết tất cả các tính năng, có cả là báo cảnh báo tốc độ nha quý anh chị. Trên màn hình rồi chúng ta sẽ có hỗ trợ sạc không dây là phía bên đây, quý chị bỏ điện thoại vào sạc không dây đây. Còn đây là có cổng sạc USB, đó. Phím bấm phím cần số là dạng nút bấm. Chúng ta sẽ có sửa vô lăng nè, auto hold. Phanh tay điện tử thì chúng ta sẽ đặt bên đây, đặc biệt đối với xanh thì phanh tay điện tử sẽ đặt ở phía bên hông nha quý chị. Đó, rồi có hỗ trợ đổ đèo, cảm biến nè, cam 360. Đó, quý anh chị thích thì mình chỉnh ở đâu thôi, độ sáng thì đủ hết, cộng trừ rất là nét nha quý anh chị ơi. Em Hiếu nhìn rất là nét luôn, rất là sắc sảo. Quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ Hiếu liền nha, đèn ưu đãi nhân ba, quý anh chị mua trong thời gian này rất là có lợi cho mình nè. Xe cũng dễ sử dụng thôi, khi mà giao xe em Hiếu sẽ hướng dẫn đầy đủ hết cho quý anh chị các tính năng nha. Cũng như là số vô lăng cho quý anh chị nào thích thể thao nè, lên xuống cấp số. Dạ, hiện tại thì mẫu xe này đang ưu đãi lên đến là vài chục triệu đồng nha quý anh chị. Hiện tại mức giá 1 tỷ 160 triệu đồng á là mức giá em biết. Rồi khi mà lăn bánh ra thì đại lý em Hiếu có hỗ trợ giảm thêm vài chục triệu nữa, nên quý anh chị yên tâm mua con xe này rất là hời và trong thời buổi giai đoạn này nữa. Nên là nhân tài liên hệ em Hiếu nha, theo số điện thoại trên màn hình là 093 114 9304, hoặc đến trực tiếp đại lý Gia Định số 94 96 nè, Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, Hồ Chí Minh. Thì đường mặt tiền bên đây em Hiếu là Trang Tử, còn mặt tường tiền kia là Phạm Đình Hổ nha quý chị. Đó, showroom em Hiếu rất là hoành tráng nè, trưng bày hơn 9 mẫu xe của Hyundai Thành Công Việt Nam đang phân phối lắp ráp đó. Rồi quý anh chị yêu thích mẫu xe nào nữa, như là Palisade nè, Putin, Ascent mới, Rayta, em Hiếu đều tư vấn báo giá đầy đủ hết nha. Quý anh chị cứ mạnh dạn alo em Hiếu hoặc nhắn tin vào số Zalo em Hiếu nha. Em Hiếu rất nhiệt tình và trả lời ngay nha quý anh chị. Rồi, clip tới đây cũng tầm 13 phút rồi. Em Hiếu là chân thành cảm ơn quý anh chị đã thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ nè, cũng như là xem clip và đăng ký cho em Hiếu nha. Mọi người thấy hay thì cho em Hiếu nút like, nút đăng ký kênh, cũng như bình luận phía bên dưới những điều mọi người thắc mắc. Em Hiếu có động lực và làm nhiều ra clip hơn nữa. Dạ rồi, em Hiếu chân thành cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người có một buổi xem clip vui vẻ và hạnh phúc bên đời nhất định nha. Và lựa chọn cho mình được một mẫu xe ý này. Đó, em Hiếu xin chân thành cảm ơn.